Em chào các bạn. Các bạn đã dậy chưa? Hôm nay thứ hai thì chắc là nhiều bạn dậy sớm đúng không? Còn em thì không nhớ là mình vào rừng từ mấy giờ nữa. Hiện tại bây giờ là có 7 giờ qua mấy phút ấy, thì đã vào đến trong rừng rồi. Tuy nhiên là hôm nay thì đi gần thôi, đi ở cái bãi đằng sau thôi, ở đằng sau nhà vào thôi. Tại vì là hôm nay chỉ đi hai cái ngọn này. Đấy, đi muốn nắm ngọn này này. Bạn biết không? Ngọn này là ngọn gì các bạn biết không? Chút nữa thấy cây em sẽ quay cho các bạn. Tạm thời bây giờ chưa thấy cây nào. Ở đây có một cây đại bi, ô, ở đây có một cây đại bi, ở đây có một bãi đại bi. Kìa, đại bi kìa. Đại bi trắng kìa. Đấy, cái này dùng để làm thuốc tắm thôi đây. Thuốc cơm chân thì sẽ rất là tốt. Chim kêu. Để vào đây xem, vào cái chỗ này xem có cây thuốc nào không để quay cho các bạn. Bởi vì đây là cây thuốc để chữa bệnh trí, cho nên là bệnh trí mà bằng phương pháp là ăn với lại trứng gà ta ấy, xào rau để ăn ấy. Nên là phải đi tìm ngọn của nó. Đi đâu ngọn của cây này. Tìm ngọn của cây này thì mà lại đi tìm ngọn của cây nó phải tía vào đó cơ. Đây không bỏ. Có vẻ như không có cây nào. Không cây nào lại quay ra thôi. Quay ra đi sang bên kia thôi các bạn ạ. Tìm nó cũng khá khó khăn đấy. Không phải là có nhiều đâu. Đây. Các bạn nhận ra cây gì chưa? Cái đơn châu chấu nhá. Này. Mình sẽ lấy cái đơn châu chấu này, mình sẽ lấy những cái ngọn non của nó. Cái đọt non nó vừa mọc lên ấy. Và những cái lá non của nó. Tóm lại là những cái lá nào mà có thể làm rau ăn được thì mình sẽ ngắt lấy. Đấy, mình sẽ ngắt lấy nó. Oh, xịt ngã. Trơn, mưa các bạn ạ. Trời vẫn mưa đây này. Mưa cho nên là không đi vào rừng già được. Kiểu đi rừng ở gần thế thôi. Bãi đằng theo nhà như này thôi. Bãi này thì khá đẹp. Đang nói cái đơn châu chấu cho các bạn nhưng mà chưa thấy cây nào. Chưa thấy cây nào để cho các bạn xem thực tế. Nhiều bạn thì biết cây đơn. Này, đây cũng là một cây thuốc rồi. Cây ba chạc này. Đấy. Đẹp. Cái thao thao này. Rất là đẹp. Đây này. Cây hoài sơn này. Cái cây củ mai này. Đấy. Cái đấy của nó này. Nhìn thế thôi mà đào nó không đơn giản đâu các bạn ạ. Đào được cây hoài sơn này. Cái củ của nó ấy. Đấy, mùa này thì đào được rồi đấy. Đây. Như là cây hoài sơn. Cây củ mài đấy. Để mà làm thuốc ấy. Đây rồi. Đây. Em giới thiệu cho các bạn này. Chính xác luôn này. Cây thuốc mà em đang tìm đây này. Đây các bạn. Đây nhá. Đây. Đấy các bạn thấy chưa. Đây là cây đơn châu chấu các bạn nhá. Đơn châu chấu nó hồng này. Nó đỏ này này. Có cây thì nó non nó sẽ đỏ như này. À, nó sẽ nhìn nó sẽ ấy như thế. Nhưng cái con những cái con bám ở đấy thì về mình phải rửa đi nhá. Tại vì là nó bám thôi. Những con này con ở cây ở trong rừng thì nó có bám là phải mình sẽ rửa đi. Đây mình sẽ lấy những cái ngọn non của nó này. Về tước đi. Hoặc là làm thế nào đi, hoặc là thái nó ra để làm thế nào mà khi mình ăn ấy thì không bị gai chọc các bạn nhé. Khi mình xào ăn là không bị cái gai nó chọc là được. Đây, lấy những cái lá nào non là có thể ăn được. Cái lá non như này này, tí nữa em sẽ chọn thấy cái lá non này thì ăn được. Thì mang về xào với lại trứng gà ta. Xào về trứng gà ta ăn hàng ngày. Có thể ăn với cơm hoặc ăn không. Nhưng theo em thì nên xào với trứng gà ta để ăn không thôi. Hàng ngày thì ăn hai bữa. Để làm gì các bạn ơi? Để chữa bệnh trí, trí nội, trí ngoại.
Đây là bài thuốc mà bà nội em truyền lại cho em. Đây là bài thuốc gia truyền của em đấy các bạn ạ. Không phải là em ngồi em chia sẻ này là ấy đâu. Đây là cái bài thuốc mà chính bà nội của em đã dạy cho em, và bà nội của em hồi còn sống thì đã chữa cho được rất là nhiều người khỏi cái bệnh trí. Chỉ cần ăn cái này thôi nhá các bạn nhá. Chỉ cần ăn cái này với đấy, ngọn của cây này với lại ngọn của cây đơn châu chấu này, với lại là với lại trứng gà ta thôi thì cũng có thể khỏi bệnh trí được. Tuy nhiên bài thuốc của em thì còn kết hợp với uống nữa. Ngoài ăn cái này, ngoài ăn cái này ra thì còn uống uống với lại cái thuốc uống nữa, thuốc uống trí nội trí ngoại nữa, với lại đắp nữa. Thì cái phương pháp chữa của em thì ngoài phương pháp là ăn ôi có gai các bạn ơi, em tưởng là nó còn non thì cắt ngắt một ít nữa nhưng mà nó có gai không lấy được. Thì có một con gà rừng ở đâu em thấy, em thấy một tiếng gà rừng vừa bay, con gà con chó của em đuổi chứ. Thì ngoài phương pháp của em là phương pháp của em thì vừa ăn cái này này, vừa đắp thuốc này, vừa uống thuốc này các bạn nhé, thì bệnh trí nó mới khỏi được, bệnh trí có thể khỏi được. Với điều kiện là các bạn cũng phải kiêng cữ này đấy, ăn khi mà uống cái ăn cái này, ăn cái chứa bệnh trí này thì là các bạn không ăn rau muống này, không uống rượu bia này, không uống đồ ăn uống đồ kích chất kích thích này, với lại không không ăn cái thức ăn khó tiêu hóa. Nó khó tiêu hóa thì sẽ dẫn đến là thành bệnh trí, nó bị nóng ở đấy, nó sẽ là bệnh trí nó sẽ lại nặng hơn. Cho nên là các bạn phải kiêng cữ này, kiêng kỵ này. Với lại bệnh trí thì thường thường là phụ nữ sau sinh hay bị này, đúng không? Nhiều người uống bia rượu nhiều quá, bụng to quá, nó bị tụt cái bụng xuống thì nó hay bị. Cho nên là giữ gìn sức khỏe của mình thì bệnh trí nó sẽ bớt hơn, và nó có nhiều nguyên nhân nữa. Đấy. Em thì em chia sẻ cần cây thuốc ấy, thì hôm nào em đi em chia sẻ cho các bạn. Còn cây ăn là cái này là cái bài thuốc, cái bài thuốc này là bài thuốc bà nội em dạy cho em. Em sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Tại vì là cho đi là nhận lại mà. Cái này thì em sẽ thấy rất là đơn giản. Nếu mà ở số quê của các bạn có cây đơn châu chấu này ấy, thì các bạn đừng có đi lấy cái gốc của nó về. Ôi, một con gà rừng vừa bay qua kia. Đấy, hộp vào kia, em còn chưa kịp quay cho các bạn xem đang mãi nói chuyện. Chó của em xuống kia kìa. Nếu mà ở quê của các bạn có cây này ấy, mà gia đình của các bạn ai bị bệnh trí ấy, thì các bạn đi ngắt lấy cho em. Ngắt lấy cây như này về tước đi và xào với trứng ăn cho một ít muối thôi, đừng cho mặn quá, và hạn chế cho mì chính nhá. Tuy nhiên là nhiều bạn không có mì chính thì không ăn được, nhưng mà các bạn nào hạn chế được ăn mì chính thì càng tốt, bởi vì mì chính nó không tốt đâu. Mì chính nó không tốt một tí nào cho xuống cái thuốc thì nó sẽ không có tác dụng mấy, cho nên là các bạn không cho mì chính cũng được. Các bạn chỉ việc ăn thôi. Cứ ăn như thế này thôi. Nhưng mà cây này thì nó không có nhiều đâu đấy. Em đi từ buổi sáng tới giờ được bằng này này. Mà em phải hôm nay em phải gửi cho bệnh nhân bị trí này. Có hai bệnh nhân bị trí đây, em phải đi buổi sáng như này, tí nữa về em mới đóng hàng em gửi cho bệnh nhân bị trí các bạn nhá. Đây. Cái đơn châu chấu thì em quay cho các bạn xem rồi. Đây. Cái đơn châu chấu này nó có rất là nhiều gai. Này. Rất là nhiều gai. Đấy. Nếu mà các bạn có cây châu chấu ấy thì các bạn đừng có đào lấy cái rễ của nó về để mà là ngâm rượu, ngâm thuốc làm gì cho nó phí đi, bởi vì là để mình dùng để lấy cái ngọn của nó để nó ăn, để mình chữa bệnh trí, hoặc là làm rau ăn cũng rất là ngon. Bản thân em thì thấy những cây này em phải đi ngắt lấy cái ngọn nó thôi, xong lâu em điện đi lấy thôi. Vậy thôi các bạn ạ. Em chào các bạn, cho em vào kiên tìm một nắm nữa xong là thôi. Mưa nặng hạt quá, buổi sáng mưa nặng hạt quá các bạn ạ. Đấy, mưa nặng hạt quá. Nếu bạn nào mà bị bệnh trí ấy, người nhà bị bệnh trí ấy, thì tìm cây này về xào với. Con cả kì. Ôi. Trời. Giật mình các bạn ạ. Ôi, em rõ ràng em thấy nghe cục cục của các bạn. Em nghe thấy cục cục rồi. Rõ ràng em nghe thấy cục cục rồi. Trời ơi, giật mình quá. Con gà nó bay qua. Em hết hồn. Thôi em chào các bạn nhé. Ôi, vì con gà làm cho giật mình quá.